nhớ đây à? Đầy quá, lưu nhiều quá. Giống quá, khi càng nhìn xa là càng giống hơn. Mà to Sầm Sơn, sóng giữa biển nó khác. Thank you.
lưu trung thì đâu để tranh thủ rút cái đào cùng. Con này ra đây là trèo trèo ở những đề sơn này. Nhìn càng xa càng đẹp, nhìn càng xa như kiểu là nó đang đánh thật đấy ông người ta. Lên gia đình đất nước
Đúng như là làm đâu? Hả? Đúng như là làm đâu? Chúng ta ở nhà, thay sơn nhà. Thay sơn nhà. Chúng ta ở đây là chúng ta. Ông này ông đang sơn, đang làm như thế này. Là nhà gần đấy. Hả? Nhà gần đấy. Cái nhà bên 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 bờ sông Hoàng Sơn đấy gì? Cái nhà bên bên bờ sông Hoàng Sơn đấy gì? Không, ở trong nhà đẻ nữa. À, trong nhà ông bà đẻ. Gần chút lên sáng. Ừ, là anh trong bên trong. Cái gì chắc nó xuống đoán gì? Thế. Thằng viên bố tôi mà thấy con đường. Thằng Kim Thu Vĩnh là ông em trai chuyên đi những cái công trình xây dựng đình chùa, mà lại không vừa lại sơn vừa đi làm công trình chùa. Hả? Nói là đình chùa thì cũng có nhiều điều gì đấy lại. Thì đấy còn là bắt cóc của những cái bé ok là của không đang nghỉ các bạn đi ra đây chơi ngại đó không. Bây giờ bao nhiêu?